Tôi bây giờ Vương Hùng muốn nói ở cái chỗ là cái tình hình đất nước của chúng ta, bên ngoài chúng ta cảm giác là chúng ta đấu tranh và có cái sự yên bình như thế này. Tuy nhiên với cái hoạt động của cái bọn dân chủ cuội, hoạt động của cái bọn chống cộng cực đoan hoặc hoạt động của cái bọn lợi dụng tôn giáo, thì chúng chỉ cần một cái lý do khi mà bảo vệ cho cái lực lượng chống phá đảng và nhà nước Nên đó, cho chúng sẽ các tạo ra nước một cái lý do thì chúng sẽ sử dụng cái hành động quân sự để chúng can thiệp, và kể cả đất nước Việt Nam là một đất nước độc lập và có chủ quyền. Thì bây giờ anh em bạn Nguyễn cũng như mọi người thấy thôi, về chúng vẫn đang ra giả tuyên truyền xuyên tạc là gì, Việt Nam đàn áp tôn giáo, Việt Nam không có tự do tôn giáo, không có tự do ngôn luận, hay nữa là Việt Nam không có dân chủ và nhân quyền. Chính là đế quốc Mỹ nó đang có cái chủ trương này, và đây là một trong những nội dung của diễn biến hòa bình, cái chiến lược diễn biến hòa bình do đế quốc Mỹ chủ trương chỉ đạo và thực hiện. Nó lợi dụng tất cả những cái đối tượng là công cụ tay sai để chúng đang tạo dựng. Thế thì lý gì bây giờ cái đấu tranh dân chủ và nhân quyền hoặc là cái hoạt động tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam mà chúng không sẵn sàng lợi dụng cái đó để chúng can thiệp vào hành động quân sự? Thì cái bài học CG hiện nay nó đang mở ra đấy. Thành ra cái việc mà bằng Nguyễn cùng tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau lên chia sẻ về cái tình hình cái cuộc ngày 14 tháng 4 này, và cái lý do và cái hành động quân sự của đế quốc Mỹ và liên minh quân sự đó, Anh Pháp, thì chúng ta từ cái chỗ này để chúng ta rút ra cái bài học và chúng ta nâng cao hơn nữa cái sự cảnh giác để chúng ta đấu tranh với bọn dân chủ cuội, bọn lợi dụng tôn giáo cũng như là cái thế lực thù địch chống cộng cực đoan ở nước ngoài chúng đang cổ súy cho cái vấn đề phục sinh cái Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu như chúng ta làm không khéo, hoặc chúng ta đấu tranh một cách không đúng hướng, hoặc chúng ta làm một cái gì đó mà nó cực đoan một chút, chúng sẵn sàng lại lấy đấy là lý do. Bởi vì chúng ta biết là chống cộng cực đoan, bọn lợi dụng cái vấn đề dân chủ nhân quyền, bọn lợi dụng cái hoạt động tôn giáo là chúng đang được cái dung dưỡng và hào hơi tiếp sức của những cái thế lực và đang chống phá đất nước Việt Nam, mà chúng ta khẳng định đấy là đế quốc Mỹ. Chúng ta khẳng định. Thế thì cái việc đế quốc Mỹ cùng với Liên quân đánh Syria vừa rồi bằng hơn 100 quả tên lửa hành trình và một số những cái mục tiêu ở Syria, nhưng chúng lấy một cái lý do là do chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng thực chất là cái thanh tra của Liên Hợp Quốc người ta còn chưa kết luận. Cái thứ hai, Nga cũng khẳng định rằng là cái vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở trên đất nước Syria để chống khủng bố và các lực lượng đối lập là không có. Cái thứ hai, cái này mà Vương Hùng cho một cái ý nữa là chúng cũng muốn dằn mặt cả Nga, bởi vì Nga là một nước hiện nay chủ yếu đang dựa vào Nga. đang ủng hộ và giúp đỡ cho Syria để chống được lực lượng đối lập cũng như là cái lực lượng khủng bố ở trên Syria. Và hai nữa là chúng muốn thử nghiệm lại xem cái vũ khí quân sự của Nga tiên tiến hiện đại ở mức độ nào, và cái khả năng khi cuộc chiến tranh quy ước xảy ra thì Nga sẽ sử dụng cái tiềm lực quân sự của Nga, như hiện nay về mặt lý thuyết là hai bên đang có cái sự cạnh tranh với nhau về vấn đề vũ khí. Đấy, ví dụ như là vừa rồi Nga cũng tuyên bố ngay cái hơn 100 quả tên lửa từ trên biển và trên không bắn vào một số mục tiêu của Syria. Hiện nay Nga chưa lên tiếng bằng cái lực lượng quân sự của mình. Tuy nhiên cái vũ khí mà vừa rồi chính quyền Syria công bố là gì? Hơn 100 quả tên lửa hành trình, nhưng Syria bắn hạ được 71 quả tên lửa, mà trong đó sử dụng toàn bộ là vũ khí của Liên Xô trang bị, và vũ khí đó trang bị cách đây Đúng rồi, 20 năm. Thành ra cái này vấn đề là tạo tức ra là từ cái hồi mà chiến tranh lạnh, đấy ví dụ như các bạn biết là cái S-125 và S-200 và tên lửa là bất từ thôi, thời chiến tranh lạnh, và chỉ có tên lửa vâng, bất thôi. chứ còn ví dụ cái ngày có anh ạ, cách đây một số tháng Syria đề nghị mua cái loại tối tân hơn của Nga, S-300 thôi, S-300, nhưng 400 còn chưa mà có Tây mà. Âu cũng can thiệp đối với Nga, nhưng mà Nga chưa bán. Nhưng mà sau cái vụ này theo tôi nghĩ là Nga sẽ nghĩ lại cái chuyện bán cái tên lửa S-300 cho Syria. Vâng. Vừa rồi là Nga đã tuyên bố là gì? Là toàn bộ cái hệ thống tên lửa đánh chặn 71 trên hơn 100 quả tên lửa từ biển và trên không của Mỹ và Liên quân thì là sử dụng các cái loại vũ khí đánh chặn của Nga cung cấp và bán cho, và nó có cái thời điểm sản xuất cách đây 20 năm, còn chưa sử dụng đến cái loại tiên tiến và hiện đại, đó là 300, S-300 và S-400. Đúng Và rồi. trong đó là Mỹ nó cũng, đây là một cái hình thức thăm dò xem cái lực lượng và cái hệ thống vũ khí quân sự của Nga cung cấp cho Syria thì cái khả năng tác chiến Như nó thế như thế nào? nào và cái hiệu quả đó làm sao. Thế thì vừa rồi tại sao Mỹ và Liên quân phải nói đây là một cuộc và đã tạm dừng rồi? Bởi vì hơn 100 quả tên Dạ. lửa hành trình đã bị bắn hạ, 71 quả. Thế thì bây giờ Bảy mươi bắt quả. đầu mới lại phải ngồi vào cái hội nghị của Liên Hợp Quốc để nghe đại sứ của Syria để trình bày và lên án cái hành vi xâm lược bằng quân sự. Đó là cái việc này. Thế thì đây, ở đây thì Vương Hùng cùng với anh Bằng Nguyễn cũng như tất cả anh chị em ấy, chúng ta lấy đây là một cái thực tế minh chứng cho cái ý đồ, động cơ, mục đích và cái dã tâm của Mỹ.
thì cái Việt Nam của mình từ trước đến nay chúng chưa bao giờ bỏ cái sự cay cú trong cái vấn đề phải rút quân khỏi Việt Nam năm 1973, và Đúng. cái chế độ ngụy quân ngụy quyền tay sai công cụ cho đế quốc Mỹ đó đã không thực hiện được cái nội dung Mỹ chỉ đạo và dung dưỡng, thì nó còn cay cú và cái động cơ mục đích nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Thành ra đây cũng là cái bài học để chúng ta nâng cao hơn nữa cái sự cảnh giác. Và như Vương Hùng nói, Cảnh giác của Vương Hùng những người nói rằng dân gì? Cái thế thôi. lý Chứ do còn mà tôi nói anh Vương Hùng này, xin lỗi anh, tôi nói tôi cắt tay anh một chút này, tức là những người dân từ ngày xưa đến giờ người ta cứ tưởng là chỉ có Trung Quốc là kẻ thù của nhân dân Việt Nam thôi đấy. Nhưng mà ở đây mình nói cho các bạn hiểu là Mỹ cũng không phải là trường hợp mình loại ra được đấy. Cho nên là qua những cái chuyện của Syria này thì là nhân dân mình cũng nói chung là cũng rất là cảnh giác đối với lại Mỹ và các nước phương Tây. Đấy, một mặt thì mình vẫn cứ hợp tác, vẫn chơi rất là đẹp đối với Mỹ, đúng không? Đôi bên đều có lợi, Mỹ có lợi, Việt Nam có lợi. Nhưng một mặt mặt thì chúng ta vẫn phải cảnh giác. Chiến tranh tranh nói thật với anh Vương Hùng và tất cả các bạn, đất nước mình đã trải qua rồi, rất đau thương. Cho nên là cái sự cảnh giác không bao giờ thừa. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin tiếp lời anh bà Nguyễn này. Đấy, cho nên là khi mà một số anh chị em bảo chúng ta không nên nói lại cái động cơ mục đích và cái nguyên nhân lý do và Mỹ nó tạo ra. Đây chính là cái bài học để cho chúng ta càng phải nâng cao hơn nữa cái tinh thần và cái ý thức cảnh giác. Mà nhất là trong cái diễn biến hòa bình hiện nay, chúng đang lợi dụng cái, bởi vì chúng đang dung dưỡng cho cái lực lượng mà Đúng rồi. gọi là lợi dụng cái đấu tranh dân chủ và nhân quyền, lợi dụng cái hoạt động tôn giáo, lợi dụng cái vấn đề tự do ngôn luận. Đấy. Cho nên là chúng thì cần có một cái lý do mà chúng sẽ áp đặt để chúng ủng hộ và dung dưỡng cho cái thế lực kia để gọi là can thiệp, và cả bằng cái vấn đề ngoại giao và cái vấn đề quân sự. Chúng ta không 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 lường. Cái thứ hai là gì? Vương Hùng vừa nói là chúng rất cay cú khi mà cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và sử dụng cái bộ máy công cụ tay sai, chúng đã phải thất bại một cách nhục nhã. Tuy rằng bây giờ cái vấn đề gọi là quan hệ quốc tế trong cái vấn đề đối nội đối ngoại của Việt Nam đi rất đúng hướng và chúng đã chấp nhận cái điều đó, dù rằng bề mặt đang có một cái sự gọi là cái gì quan hệ quốc tế rất là tốt đẹp, tuy nhiên ẩn sau lưng nó là nó chúng đang dung dưỡng cho tất cả các cái tổ chức phản động để chống phá đảng và nhà nước. Cái thứ hai là chúng đang có một cái mong muốn là lợi dụng cái sự kiện hội nghị Paris đó để tiếp tục Đúng. phục sinh lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và cái lý do chúng đưa ra rất là hợp lý hợp pháp. Bởi vì này, nếu như chúng ta mà chỉ mất cảnh giác hoặc chúng ta cực đoan, chúng ta đấu tranh mà không đảm bảo cái đúng đúng cái đường lối vừa cương quyết vừa mềm dẻo của đảng thì chắc chắn là sẽ mắc mưu đồ của chúng. Khi chúng đã nhảy vào rồi thì đương nhiên chúng dấn từng bước một. Ví dụ bây giờ xin nói với anh bằng Nguyễn đây này thôi, cái vấn đề gọi là tù nhân lương tâm chúng đã thọc vào rồi chứ, đấy cũng là một cái lý do. Rồi là cái hoạt động tôn giáo, nếu chúng ta bây giờ mà xử lý cái vấn đề vi phạm trong cái một số đối tượng linh mục lợi dụng cái hoạt động tôn giáo để chống lại cái chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, chúng sẵn sàng lu loa lên và chúng sẽ vào cuộc. Và chúng ta nhìn thấy, bà nhìn thấy rồi, nhìn thấy thực tế đã diễn ra rồi. Cha Lý hay là Nguyễn Tây Hợp hay là thằng Duy Tân hay là thằng Nam ở đấy, bây giờ chúng ta vẫn phải đang cương quyết nhưng mềm dẻo để làm sao chúng ta vừa đảm bảo công tác đối ngoại nhưng đồng thời vẫn phải giữ được cái sự bình yên cho đất nước, bởi vì đảng và nhà nước rất là cương quyết và mềm dẻo và có một cái sự cố Khôn gắng ngoan chắc trong là cái tỉnh vấn đề táo đối trong những ngoại vấn quốc đề tế, này. đúng không ạ? Chúng ta có thể là hợp tác với Mỹ trên một số lĩnh vực, tuy nhiên chúng ta luôn luôn đặt cái vấn đề cảnh giác lên hàng đầu. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái bài học này chúng ta cũng phải đưa đặt vào chứ. Bởi vì đây này, tôi nói một cái điều rất rõ ràng thôi. Chúng khẳng định rằng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để đánh phá lực lượng đối lập cũng như là gây ảnh hưởng cho đến người dân. Nhưng thực chất có đâu, bởi cái đoàn thanh sát của Liên Hợp Quốc người ta đang tiến hành và khẳng định cái điều đó là không có. Mà theo Vương Hùng nghĩ, chính quyền Syria cũng không cần thiết phải sử dụng đến vũ khí hóa học, bởi vì có cái sự hỗ trợ của Nga và hiện nay cái công cuộc mà đánh trả cái lực lượng đối lập đang giành rất nhiều thắng lợi và từng bước đẩy lùi cái lực lượng đối lập vào đi còn có diện tích hẹp. Cái thứ hai cũng chia sẻ với anh bằng Nguyễn là hiện nay ấy, nói thực ra là Mỹ nó cũng có cái hành động quân sự bắn các cái tên lửa hành trình này để làm gì? Nó lại tiếp tục dung dưỡng và tạo một cái niềm tin cho cái lực lượng đối lập ở Syria. Đây chính là một cái mà chúng đang tạo lên cái niềm tin cho cái lực lượng đối lập ở Syria tiếp tục chống phá chính quyền Syria. Đúng. Mình cho rằng một cái hành động quân sự này thôi nó tạo ra được nhiều cái lý do, đồng thời nó tạo lên nhiều cái hướng mà động cơ mục đích chúng đặt ra. Một là cảnh báo dằn mặt Nga, hai nữa là dung dưỡng cho cái lực lượng đối lập, ba là thử về cái vấn đề tiềm năng quân sự của Nga.
Mình cho rằng có những cái đó. Cái thứ hai cũng chứng minh cho cả nhân loại biết rằng đế quốc Mỹ nó sẽ không từ bỏ một hành động nào, kể cả bất kể một cái lý do được tạo dựng. Thành ra đối với các cái quốc gia có độc lập và chủ quyền, nhưng nó sẵn sàng chà đạp lên cái hiến chương của Liên Hợp Quốc, và chúng ta không được lơ là và mất cảnh giác. Cho nên tất cả những cái vấn đề các cái lực lượng hiện nay đang lợi dụng những điều nọ điều kia để chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhân dân đất nước Việt Nam, chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác một cách cao độ để tránh tình trạng có thể dẫn đến những tạo cho những cái lý do và cơ sở chúng nó gây hấn. Tôi nói ngay cả bây giờ đế quốc Mỹ chưa bao giờ nó từ bỏ. Lúc anh Bằng Nguyễn nói một câu là gì? Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đế quốc Mỹ là kẻ thù tiềm năng. Trung Quốc là kẻ Đúng rồi, thù chúng truyền ta. kiếp, nhưng đế quốc Mỹ là kẻ thù tiềm năng. Bởi vì hai cái lực lượng này chưa bao giờ nó từ bỏ cái dã tâm. Một là cai trị đô hộ và biến Việt Nam trở thành một công cụ của đế quốc Mỹ trong vấn đề áp đặt về cái vai trò trên thế giới của đế quốc Mỹ. Bởi vì Việt Nam có một cái vị trí địa lý cực kỳ quan trọng trong vấn đề khống chế toàn bộ cái khu vực cũng như cái hoạt động kinh tế thương mại, Đúng. mà đế quốc Mỹ lấy lợi ích của Mỹ làm trọng. Mỹ bao giờ cũng lấy lợi ích của Mỹ làm hàng đầu. Thành ra tất cả những cái vấn đề nào đó liên quan lợi ích của Mỹ để nó áp đặt cái thế giới này, hay nó phục vụ cho cái lợi ích phát triển kinh tế của Mỹ, nó không bao giờ nó từ bỏ. Dù rằng trong công tác đối ngoại và cái quan hệ quốc tế Việt Nam hiện nay cũng đang được Mỹ coi trọng. Tuy nhiên nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác, cũng sẵn sàng lợi dụng và tạo lên một cái lý do nào đó có căn cứ, và kể cả những cái lý do đó nó không cần phải Liên Hợp Quốc can thiệp, hoặc kể cả Liên Hợp Quốc có vào cuộc đi nữa, nó coi cái vai trò của Liên Hợp Quốc không là gì cả. Đấy, mình nhìn thấy rồi, Đúng rồi. đoàn thanh sát vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc đang vào cuộc ở Damascus và ở cái thành phố Damas đó, trong khi Mỹ nó không cần cái cảnh báo đó, cũng không cần cái Không ý kiến cần. đó, vẫn cứ thực hiện cùng với liên quân của mình để sử dụng cái hành động quân sự. Tôi nói anh, xin lỗi anh Vương Hùng này, anh có nhớ cái cuộc tấn công vào tháng 4 năm 2007 vừa rồi, tấn công vào sân bay của bên Syria đấy, thì là cũng là lý do là vũ khí hóa học. Sau đó Syria mời những cái chuyên gia tất cả vào cái Syria, thì nói chung là Syria đã tuyên bố là chúng tôi ngừng cái chương trình vũ khí hóa học của chúng tôi, đúng không? Chứ bây giờ lại dựng thêm một vụ nữa để tấn công Syria, thì các Bây bạn cũng biết giờ gọi là nói với cái anh mưu đồ của Mỹ nó rất là rõ ràng. xin tiếp lời anh Bằng Nguyễn này thôi. Bây giờ chúng ta nhìn cái bài học thực tế lịch sử trong cái thời gian mấy năm trước đã diễn ra, Vâng. từ khi Iraq cho đến Libya, khi nó tuyên bố là ông Saddam Hussein sử dụng vũ khí hóa học thế nọ đây kia để chấn áp lực lượng đối lập cũng như là ảnh hưởng, và đây là cái vũ khí giết người hàng loạt. Nhưng đến khi mà nó đã giết được Saddam Hussein và lật đổ được vũ khí Tiếp hóa học tục tôi mở cửa cho đấy. cháu. Vâng, anh cứ nói chuyện, anh Cái thứ tôi hai phải 2 phút là đây cái thứ đang hai mở là cửa. cái Libya, nó cũng nói là ông cái gì đấy, ông tổng thống Libya đấy, nó cũng đưa ra rất nhiều các cái cơ sở căn cứ lý do thế nọ thế kia để nó tổ chức cái hành động quân sự để lật đổ cái chính quyền hợp pháp đó và dựng lên cái chính quyền công cụ tay sai. Tuy nhiên đến tận giờ phút này chúng ta đều biết rằng những cái lý do mà Mỹ đưa ra để làm cái động cơ, làm cái nguyên nhân, làm cái lý do để mà tổ chức cái hành động quân sự đó hiện nay là đã khẳng định rằng những cái chuyện đó đều không có. Gaddafi đấy, đúng là cảm ơn ý kiến của Bình Dương. Ngay cả Libya là của tổng thống Gaddafi, chúng cũng nêu ra cái lý do nọ lý do kia, và cuối cùng đã chứng minh rằng những cái lý do mà chúng áp đặt vào Libya đó để mà dùng hành động quân sự lật đổ cái chính quyền của ông Gaddafi và thay đổi bằng một cái chế độ công cụ tay sai. Bây giờ các cái quốc gia đó người ta đều đã chứng minh rằng những cái lý do mà Mỹ đưa ra đều không có thực, và kể cả chính phủ Mỹ bây giờ còn phải công nhận những cái điều đó là còn hồ đồ, còn hồ đồ. Và đồng thời nhưng bây giờ chính quyền đó đã bị sụp đổ và cái nhân vật đó đã bị sát hại rồi. Thế thì lý gì kể cả bây giờ tổng thống Assad của Syria cũng vậy thôi. Chúng đưa ra cái lý do là chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học để đánh phá cái lực lượng Đúng đối không? lập và gây cái tổn thất đến quần chúng nhân dân, và chúng khi mà Liên Hợp Quốc đưa cái đoàn thanh sát vào để kiểm tra còn đang tiến hành thì chúng đã bắt đầu mở màn cái cuộc tấn công bằng hơn 100 quả tên lửa hành trình. Và đấy là mình cũng nói là chúng còn không e ngại cả Liên Hợp Quốc và chúng cũng không e ngại gì cả Nga, bởi vì nó biết Nga là một đồng minh rất tích cực và có cái vai trò cực lớn ở khu vực Đúng rồi. Trung Đông. Thế nhưng mà cuối cùng thì thôi, Vương Hùng cũng chia sẻ rằng là nó có mấy cái mục đích. Một là gì? Dằn mặt Nga. Hai là thử thử nghiệm về cái vấn đề phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga như thế nào trong vấn đề này. Cái thứ hai là cũng muốn xem là cái phản ứng của
nhân dân trên thế giới và các quốc gia khác như thế nào. Rồi một Vâng, cái là đúng đây là rồi. cũng là một cái hành động để kích cầu về cái vấn đề tiêu thụ và sử dụng vũ khí, mà đế quốc Mỹ là một cái quốc gia bằng một cái lợi ích về vấn đề bán, trao đổi, mua bán về vũ khí quân sự. Chúng chỉ có chiến tranh thì cái tư bản Mỹ nó lại phát triển. Cứ chiến tranh nổ ra thì tư bản Mỹ phát triển. Và cái lợi ích Mỹ thì Vương Hùng nói rồi, nó là cái đặt lên hàng đầu. Thế thì thôi, qua cái nội dung này thì Vương Hùng cũng muốn chia sẻ với anh Vâng. và Nguyễn, và cũng mong muốn là tất cả anh em thì cái nhận định của Vương Hùng cũng chỉ là mang tính chất chủ quan và cá nhân, thì trên cái cơ sở đó thì Vương Hùng cứ mạnh dạn chia sẻ, sau đó anh chị em sẽ bổ sung thêm để chúng ta làm sao cùng trên cái cộng đồng này chúng ta tuyên truyền rồi là quảng bá rồi là cũng một cái hình thức là để nâng cao hơn nữa về cái tinh thần cảnh giác đối với các cái thế lực thù địch đang có những cái hành động chống phá đảng và nhà nước Việt Nam bằng những cái lợi dụng như là tự do tôn giáo rồi vấn đề dân chủ nhân quyền và vấn đề phát triển kinh tế. Đấy, chúng nó đang ra giả xuyên tạc như thế thì cũng xin rất Dạ, cảm ơn anh ạ, bà Nguyễn. xin lỗi anh, bây giờ anh ngồi cho tôi tí nữa, tôi vừa có một cái tin của bên Việt 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 Vision gửi là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng nói là Anh Pháp Mỹ tấn công Syria và bài học của chúng ta. Đúng, Đấy, chuẩn. tức là những cái anh ở bên cựu có những nguyên cục trưởng cục tuyên tuyên huấn của thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh cũng có nhận xét như như chúng mình. Vâng, như thế là cũng nhận cái nhận định của anh Hùng, anh Vương Hùng, tôi và một số bạn đây thì nói chung là cũng chính xác, Cái cũng mừng mừng. ý này anh bà Nguyễn và tất cả anh em ạ, bởi vì Vương Hùng cũng nghĩ ra đây là cái việc của Syria và của đế quốc Mỹ và Liên Quân, nhưng nó là bài học cho chúng ta và để cho chúng ta lấy đó nâng cao hơn nữa về cái tinh thần cảnh giác, nhất là trong cái tình Tinh thần hình cảnh hiện giác. nay là cái lực lượng thù địch chống đảng và nhà nước Việt Nam, nhân dân đất nước Việt Nam, như là lợi cái hoạt động vừa rồi lợi dụng về cái vấn đề tôn giáo, lợi dụng về cái vấn đề dân chủ như nhân quyền rồi là thế nọ thế kia mà chúng ta vừa rồi biết rồi đấy, thì đây chính là cái cũng có thể nó sẽ Dạ. trở thành một cái lý do để chúng lợi dụng Đúng rồi. Đầu tiên đấy. tôi nói với anh, với tất cả các bạn, nó đầu tiên nó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, nhưng cái đốm lửa đó nó sẽ lây lan từ 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 từ. Mà cái Tôi thằng bảo nó chỉ thằng một cái điểm mà nói với nhỏ. anh bằng Nguyễn thằng Mỹ này ấy, thực ra ấy, rồi thằng này một thằng sen đầm quốc tế và cái thằng này nó bất chấp tất cả về cái vấn đề quyền con người, nó thì cứ ra giả về dân chủ và nhân quyền nhưng thực ra chúng nó không có dân chủ và nhân quyền, chúng nó sẵn sàng áp Đúng. đặt và sử dụng để làm sao tạo lên được cái lợi ích ích Mỹ, thành ra nó sẵn sàng sử dụng bằng cái vấn đề là thò cái bàn tay lông lá vào các cái quốc gia độc lập có chủ quyền kể cả như Việt Nam chúng ta, mà Vương Hùng nói là đây chính là cái dã tâm và mưu đồ của đế quốc Mỹ, nó chưa bao giờ nó từ bỏ. Thế rồi xin Đúng. mời cũng cảm ơn anh Bằng Nguyễn và cảm ơn anh chị em. Xong rồi mời anh Vâng. chị em lên chia sẻ. Đây mời Tôi Bình Dương hay là Trụ Phan qua này. qua đây tôi rất cảm ơn anh Vương Hùng, coi như là lần đầu tiên tôi livestream anh lên cùng tôi. Thôi chúng ta sẽ có Tôi nhiều buổi xin. nữa, chúng ta sẽ có nhiều buổi để chia sẻ với Dạ nhau về cái vâng. tình hình chung. Bởi vì anh em chúng ta lên đây không Vâng vì cái gì vâng. cả, vì cái nhận định và với cái tinh thần và ý thức của anh em mình thôi chứ chả vì cái gì cả. Thôi thì Đúng biết rồi, đến đâu ta vâng. trình bày đến Đây là đấy. cái nhận định riêng của anh em mình. Rồi, Vâng. rồi, rồi, rồi xin Rất cảm ơn anh ạ. cảm ơn anh bà Nguyễn và chào tạm biệt anh chị em. Vâng. Tôi tiếp tục theo dõi. Vâng. Là cái tình hình thời sự này thì anh em mình phải theo dõi xem tình hình như thế nào, xem cái nhận định của anh em mình. Vâng. Bây giờ này thì tôi cũng cái cuộc chiến của Mỹ Anh Pháp vào Syria ấy, thì một số người nhận định liệu có chiến tranh thế giới thứ ba không, thì tôi xin khẳng định với tất cả các bạn là không có chiến tranh thế giới thứ ba. Như cái cuộc tấn công vừa rồi ấy, thì tất cả những tên lửa hành trình của Anh Pháp Mỹ đều không bay qua những cái vùng mà do Nga kiểm soát nhé, tức là cái vùng do Nga kiểm soát thì không, ví dụ là hoặc là không, ví dụ là tôi nói với các bạn là chỉ tức là Anh Pháp Mỹ cái âm mưu của nó thì là anh Vương Hùng và tôi vừa phân tích cho các bạn rồi, nhưng mà nói chung là người ta cũng ngại động chạm tới Nga, vì là nếu mà động chạm tới Nga đến một cái ranh giới đỏ nào đó thì nói chung Nga phản ứng thì mới có một cái cuộc chiến tranh nó toàn diện được, chứ còn bây giờ thì nói chung đây là những phép thử của Anh Pháp Mỹ đối với Nga thôi, chứ còn về cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hoặc cái cuộc chiến leo thang lên nữa thì tôi nghĩ là không có. Nhưng mà qua đây thì mình thấy mình cũng nhận định được về cái những cái tình hình như thế, mà mình xem quay lại trở lại